mời các bạn chiêm ngưỡng các tác phẩm bonsai nhỏ xinh ở sân triển lãm Hải Dương mở rộng 2023. Đây là cái mai chiếu thủy của tác giả Vũ Tuấn Mai, câu lạc bộ Thành Đồng. Cây xanh, tên tác phẩm là An Phúc, của Nguyễn Thị Hiện, thành phố Hà Nội. Một dòng làm quá kỹ luôn, đẹp. Cây si cổ của Tuấn Lộc, Bình Giang, Hải Dương. Cây xanh nhỏ xinh Tuyền Chi Lạc Địa, Nguyễn Hưng Quang Hưng Yên, Nguyễn Quang Hưng Yên. Cô tôi đi thoải mái mà, vấn đề gì đâu. Quay đẹp quá anh. Xanh trắng lão của Sơn Đỗ Trọng, Đỗ Trọng Sơn, chú Kỳ Hải Dương. Xanh quê dáng làng Đỗ Trọng Sơn, tứ kỳ. Hoa giấy Thành Đô của tác giả Tuấn Phương, Lục Ngạn, Bắc Giang. Cây si của Tuấn Phương. Sung bám đá, sung gối đá của Tuấn Phương. Xanh trực quyền. Cây si của Nguyễn Quốc Khương, Thường Tín. Xanh si nhiều, xanh dáng trực hoành, bonsai chính hiệu. Cây xanh của tác giả Vũ Văn Thống, Bình Giang. Cây si liên hoa đài mini, chủ nhân Cường Nguyễn. Trực quân tử mini, trực quân tử dưới phối tượng Quan Văn Trường dâu dài. Cây dưới Nguyễn Ngọc Thoan, Hưng Yên. Thế trồng thì ngày xưa anh để xanh Ngọc Sơn, xanh dáng lạ. Thì thế kia uốn rất đẹp. Anh Hà trồng mấy ra này mới đào này. À, tôi ghé qua một loạt các tác phẩm mini khác nữa các bạn nhé. Xanh cổ của Vũ Văn Khang, tứ kỳ Hải Dương. Dặn ông bảo vệ này. Hồng Minh, Gia Lộc. Thành Dương Siêu, Thành Lá Cọ. Em vừa Thành Lá Cọ nhiều tác phẩm đẹp rồi. Xanh cổ Nguyên Đền Phố Bắc Ninh. Mấy cái này không đã chịu rồi đấy. Cây cảnh Nguyễn Kiên, Đông Triều, Quảng Ninh. Cây xanh Nguyễn Việt Anh. Con xe Hà Xuân Lợi ở Nam. Nó là trên bảng như cây Việt Nam tuyển chậu thôi.
cho cái dòng này nó hợp chỗ sai nhỉ, hay quá bác nhỉ. Cây sư cá, câu lạc bộ Bàng La ở Hải Phòng. Chậu rất mỏng và có cái khối đá để hợp cây nhỉ. Cây này là cây nguyên bản ngày xưa này. Vâng, cây này ngày xưa của mình để lại cho cái cậu này. À, cây của anh nhỉ. À, trước anh là ở đâu ạ? Mình hợp hợp cây thật đẹp. Nó hoạt nhỉ, những cái rễ này nó chảy như cái thác. Vâng, đây nhìn này hay nhỉ. Cũng là cả dãy cây mini, tôi thấy chú ý cây này đẹp. Cây nó mang tính hoang dã cao. Vâng, thiên nhiên, tự nhiên nhiều chất. Xương cá si mini lòng trũ lọc sang dành dành nhỏ rồi. À, dành dành này cũng hay đấy, nhỏ xinh để bàn đúng không bác già. Cái gì nó mới quá. Ngọc thụ lông phong mai chiêu thủy cổ thụ ban công đặng minh tú. Mini của Chiến Dâu Gia Lâm, xanh mini cũng của Chiến Dâu Gia Lâm. Tối đó nhìn thấy con gà nó lên đèo nó lại hầm hố, nó cân cây, thấy cây nó lên nó cân cây mẫu đơn, có độ tán lên tán xuống. Ngọc Sơn Hà Nam. Cây dưới của Lê Gia Cường Gia Lộc đẹp chết. Đẹp, cây đẹp chất, cây chất luôn. Có cái để nhìn lâu lâu. À, chào anh. Anh kênh gì nhỉ? À, mình là Leo Văn Minh, mình là làm tự do. À, làm tự do. Vâng. Thăm nghệ tí cho vui. Vâng, vâng. À. Anh là tên là kênh là gì? À, Thuận Vi Garden. À, vâng, phải, vâng. Mà các bạn xem cây si này hay quá này, của Tiến Phương này, câu lạc bộ Gia Lộc, sụn nha. Đấy. Cao này chỉ tầm được khoảng hơn 30 phân thôi. Cây xanh ấy của Tiến Phương, câu lạc bộ Gia Lộc. Cây xanh của Nguyễn Văn Lộc. Cây xì của anh Nguyễn Văn Lộc cũng của tổ câu lạc bộ cây cảnh Gia Lộc. Sam trái Trung Mộc Hải Dương. Vẫn còn tác nghiệp tiếp. À,